Alo, Bình lên cho anh. alo. Vâng, xin chào quý vị và bạn, chúng ta đang cùng quay trở lại với Cần Phê FTV. Hiện tại trên màn hình của quý vị đang là trận đấu giao hữu giữa FC Phoenix và FC Eco Park. Vâng, hiện tại thì trận đấu chúng ta đang được diễn ra trên sân vận động Hoàng Mai. Và vừa rồi, ngay khi vừa livestream lên thì chúng ta đã được chứng kiến bàn thắng đến từ FC Phoenix. Chủ nhân của bàn thắng không ai khác đó là ngôi sao Sam Persi. Chọc khe hay. Sút xa, không vào. Quá đáng tiếc cú sút vừa rồi của Hải Kỳ. Nhưng Hiếu De Gea đã chơi rất tập trung. Quang Khơn đang đứng ở phía biên đối diện. Một đường treo bóng cho Tống Hội Xuân. Sút xả. Cồn. Hải Kỳ. Đức Huy. Quá người hay. Không vào. Và quá người rất hay của Đức Huy. Một lần nữa thì Hiếu De Gea đã có thể giữ sạch mảnh lưới của mình. Sĩ Tính. Rất đáng tiếc cú sút của Sĩ Tính vừa rồi không thành công. Và cùng với đó tiếng còi kết thúc hiệp 1 của trọng tài đã vang lên. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sau một vài phút nghỉ ngơi. Quả người hay của Tống Hội Xuân. Không được rồi. Đức Huy. Cán Chris. Không vào. À, đồ cán Chris vừa bóp sáng bước siêu Đức Bát Tinh Gôn. Một pha bóp đồng đội quá đau của idol cán Chris. Đường chuyển hay cho Tiến Dũng. Không qua được tài bộp rồi. Cú sút quá bất ngờ Đức Batigol. Sẽ có pha phạt góc dành cho Chris đang rất sẵn sàng cho một cú sút cột 2 căng ngang vào trong. Sam Persi. Quen thuộc. Đây là Hải Con. Quả người hay. Hải Con. Sút xa không được rồi. Ra Sĩ Tính. Sút xa. Cú sút tốt vừa rồi là của số 6 Anh Tuấn. Nhưng không thể qua được tay của thủ môn Long Nhái. Vì căng ngang và điểm bóng hay của Hiếu Hà Lan là hai người bạn cực kỳ lâu năm ở FC Eco Park. Sinh Du một đều cho cao thủ Eco Park. Cú sút rất tốt là của Sinh Du. Bố ăn con đây. Dạ vâng vâng. Thế nhá, con đang nhìn lại. Hiếu Sa Vi, cán Chris. Liệu có bàn thắng không? Và 2-1 dành cho cầu thủ Phoenix. Pha ghi bàn rất hay của idol Can Chris. Pha chạy chỗ tốt và dứt điểm gọn gàng của idol. Ăn mừng rất cảm xúc. Đúng là những người thần tượng CR7. Anh Tuấn. Quả người hay đó là của một pha qua người rất hay của Dũng Nèm. Anh Tuấn. Chọc khe hay không thành công. Cú đánh đầu của Sĩ Tính đi hơi lệch so với khung thành của cao thủ Phoenix. Suýt nữa thì đã có bàn thắng gỡ hòa tỷ số dành cho cao thủ Eco Park. Bên phía Eco Park sẽ có sự thay đổi người. Số 22 Tiến Dũng sẽ sân thay cho anh là số 9 Dũng Nèm. Quốc Duy. Cú sút. Phản xạ rất tốt của thủ môn Hiếu Chim bên phía FC Phoenix. Không qua được Hiếu Con, Hiếu Hà Lan. Hơi khó như Hiếu Hà Lan nhưng qua người rất hay.
Tiếp tục là Hiếu Ba Lan. Không vào. Hiếu Ba Lan hơi cô đơn trong tình huống vừa rồi. Đó, số 8 Hoa Minh Di. Đường treo bóng dành cho Phong Mít. Sút xa. Cú vô lịch. Đây là Hải Kỳ. Cú sút xa của Hải Kỳ. Với đúng biệt danh của mình, Hiếu Chi, Hiệu Rambo, Hiếu Hoa Lan. Và ngoại trào rất hay Hiếu Hoa Lan. Và đây là Hiệu Rambo, không thành công rồi. Đó là một tình huống can thiệp kịp thời của thủ môn Hiếu đầu to. Tình huống Hiếu đầu to. Hiếu còn. Cú sút không vào. Cú sút rất tốt của Hiếu đầu con. Nhưng Hiếu còn. Nhưng thủ môn Hiếu đầu to đã chơi tập trung. Tình huống đá phạt góc này là Hoàng Minh Di. Hoàng Minh Di chéo bóng phía trong Hiệu Rambo. Bóng dội sáng ngang rồi. Đấy là pha người rất hay để Dũng Nem. Sinh Du. Rất tiếc cú sút khó hiểu của Sinh Du. Cú sút quá khó hiểu của Sinh Du. Và ngay lập tức thì tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài đã vang lên. Và tỷ số là 2-1